Vâng, kính thưa quý vị, trước mặt quý vị đó chính là cửa hang, là nơi mà vào ngày 14 tháng 11 năm 1972, một trận oanh tạc của máy bay B-52 đã rải hàng ngàn quả bom cỡ lớn xuống đường 20 Quyết Thắng. Và nơi đây thì một tảng đá khổng lồ trên 1.000 tấn rơi xuống bịt kín cửa hang, là nơi có 8 thanh niên xung phong và những người bộ đội đã bị mắc kẹt và hy sinh tại nơi đó quý vị. Đó, kính thưa quý vị, hiện tại thì đoàn Văn Hiền, anh Ngô Ân và anh Xuân Dũng đang đi vào một khu vực vùng núi ở Quảng Bình. Khu vực này thì hôm trước đã bị cô lập đó quý vị. Nước đã dâng lên đến ở khu vực này. Quý vị nhìn những cây cối này có thể thấy đó. Dưới đất luôn rồi đó. Sao nguy hiểm vậy ta? Họ chưa xử lý kịp ấy nhá. Họ mới xử lý tạm cái chút đất đá để qua thông xe thôi chứ. Để mà vô đây mà xử lý cũng phải mất quá nhiều thời gian. Đó, máy này nè. Dạ. Không ai chân hương vậy? Nó nằm kia. Đứng bên này. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đoạn này là phải xuất 8k rồi. Có gây nhỉ, gây nhỉ, dây điện như nằm dưới đất hết. Hiện tại đoàn đang đến đền Tám Cô quý vị nhé. Và bây giờ đoàn sẽ đi lên đó để thắp hương. Vùng này mưa nguy hiểm quá ha. Cao, ở trong này khu vực này rất là cao quý vị nhé. Khu vực đền rất là linh thiêng đó quý vị. Các đoàn xe khách du lịch đi qua ở đây thì đều phải ghé lại ở đây để thắp hương. Chỗ Văn Hiền đứng đây là một cái vực đó quý vị, rất là sâu. Nhật ơi, Nhật. Giống như hang động như vậy. Sâu. Ghê. Đá. Đây là đá không mà. Nguy hiểm á. Xuất, bị xuất rồi.
À vâng, kính thưa quý vị, hiện tại thì đoàn đang dừng chân lại miếu Tám Cô nằm ở đường Quyết Thắng. Và đây là một cái ngôi miếu mà vào buổi chiều ngày 14 tháng 11 năm 1972 thì một trận oanh tạc của máy bay B-52 đã trải hàng ngàn quả bom cỡ lớn xuống đường 20 Quyết Thắng, và tại km 16+500 của đường 20 Quyết Thắng thì có một cái hang tạm tránh bom thù đang rút xuống. Trong hang khi đó có 8 thanh niên xung phong và bộ đội, cái hang từng che chở mạng sống của nhiều thanh niên xung phong và bộ đội trong những đợt hủy diệt con đường đã không cứu được họ. Một tảng đá khổng lồ trên 1.000 tấn rơi xuống bịt kín cửa hang, và sau đó là cái công cuộc giải cứu đã không thành công đó quý vị, đã cướp đi sinh mạng của 8 thanh niên xung phong và những người bộ đội ở trong này. Và sau này thì người dân ở đây người ta đã lập nên cái đền để thờ Tám Cô này. Và nơi này thì rất là linh thiêng đó quý vị. Khi mà các đoàn đi du lịch hoặc các đoàn đi hỗ trợ đi vào vùng sâu vùng xa thì đều dừng lại đây để xuống thắp những cái nén nhang cho 8 người thanh niên xung phong này quý vị nha. Bây giờ thì Văn Hiền mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong để cùng tìm hiểu câu chuyện này nha. Đó quý vị, trước mặt quý vị đó chính là cái vị trí cửa hang, là nơi mà ngày ấy một tảng đá nặng hơn 1.000 tấn đã lăn, đã rơi xuống đây và đã bịt kín cửa hang, và đồng thời đã cướp đi sinh mạng của 8 thanh niên xung phong ở trong chính cái hang này đó quý vị, là nơi trú ẩn hồi đó của bộ đội cũng như các thanh niên xung phong. Và bây giờ thì đoàn đã ghé vào đây để cùng thắp hương quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị, miếu Tám Cô thì nằm ngay ở trong của rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng luôn quý vị nha. Đây là một rừng quốc gia rất là lớn. Khi mà đoàn di chuyển lên đây thì đã hơn 10 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà chưa đến nơi đó quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì đoàn đã dừng lại miếu Tám Cô để cùng ghé thăm cũng như thắp cho 8 người thanh niên xung phong ở đây những cái nén hương để cầu mong bình an cho hành trình của anh em đang đi tiếp đó quý vị. Bởi vì sáng hôm nay thì đoàn xe của anh em đi thì gặp trời mưa rất là lớn, và như quý vị đã biết đó, đường đi ở trên này thì rất là khó khăn, và đi ở trên đèo những cái nơi đi qua thì bị sạt lở đó quý vị. Rồi mưa, kèm theo mưa thì khi mà đoàn di chuyển qua đây thì cũng rất là nguy hiểm. Và quý vị cũng thấy đó, điểm này xe đường rất là nhỏ nữa, hai xe mà đi qua thì tránh nhau cũng rất là khó khăn. Và theo như Văn Hiền được biết thông tin thì vào tháng 7 mới đây thì tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường 20 Quyết Thắng đã có một chuyến xe khách bị lật và khiến 9 người tử vong và nhiều người bị thương nặng đó quý vị. Và theo như thông tin mà báo chí mà Văn Hiền được biết thì đoàn xe này trong lúc tham gia hội khóa tại Quảng Bình tham quan các địa danh, địa điểm du lịch tâm linh, các di tích lịch sử, đền thờ các anh hùng liệt sĩ và hang Tám Cô trên cung đường 20 Quyết Thắng thì gặp nạn. Và thông tin như Văn Hiền được biết thì đoàn xe này đã ghé vào đền Tám Cô, tuy nhiên thì khi mà vào đây thì mọi người ở trên xe đã không dừng lại để thắp nhang đó quý vị. Vì vậy nên là
cái địa danh này rất là linh thiêng quý vị nhé. Và bây giờ thì đoàn xe của anh em sẽ tiếp tục di chuyển để đi vào tiếp cận vùng sâu vùng xa để trao những cái món quà tình thương của quý mạnh thường quân, quý cô chú, quý anh chị trong và ngoài nước đến các hoàn cảnh khó khăn quý vị nhé. Văn Hiền mời quý vị sẽ cùng dõi theo tiếp hành trình của anh em ạ.